Hôm nay em sẽ bắt đầu đi dạy mấy cái con chó này để cho nó ngoan ngoãn nghe lời. Nó sẽ học làm chó cá. Đứa nào cũng phải đi bơi. Thằng này cũng muốn nhưng mà không được đi. Ở đây sẽ là lớp trưởng Honey. Kinh nghiệm đi bơi nhiều nhất. Con sẽ hướng dẫn mấy bạn nha. Đây là cô giám thị. Còn cái thằng học sinh cá biệt kia nó muốn đi theo nhưng mà cô giám thị kêu nó đi vô. Thằng này thì quá là nôn. Bình tĩnh rồi sẽ được đi. Bây giờ tôi sẽ gỡ dây cho từng em.